Sophie Bảo Trang xin kính chào quý khán giả đến với chương trình Luật pháp với luật sư Norman J. Holman. Kính thưa quý vị, trong chương trình này, quý vị có thể gọi vào và đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Norman J. Holman ở số phone là 714-893-3264. Một lần nữa, số phone là 714-893-3264. Thưa quý vị, luật sư Norman J. Holman có kinh nghiệm hơn 30 năm với các luật như là luật bồi thường tai nạn lao động, đó là Workers' Comp, luật an sinh xã hội SSI cũng như là SSDI, và luật hình sự criminal law và luật thương tích cá nhân, đó là personal injury law. Và với những kinh nghiệm dày dặn trên 30 năm, luật sư Norman J. Holman đã từng đem đến cho thân chủ kết quả được bồi thường đạt mức tối đa. Và văn phòng luật sư Norman J. Holman có hai địa điểm. Một địa điểm tại quận Cam, Orange County, thành phố Garden Grove, địa chỉ là 13252 Garden Grove Boulevard, phòng 222. Số phone là 714-930-2357. Và văn phòng ở El Monte, địa chỉ là 11100 Valley Boulevard, phòng 224. Và số điện thoại cũng là 714-930-2357. Và đặc biệt là luật sư Norman J. Holman có thông dịch viên biết nói tiếng Việt. Và thưa quý vị, như Bảo Trân nói vừa rồi thì quý vị, ngay bây giờ quý vị có thể gọi vào đài Little Sài Gòn TV ở số phone là 714-893-3264 để đặt câu hỏi cho luật sư Norman J. Holman, và luật sư sẽ trả lời trực tiếp đến quý vị. Và lời đầu tiên, Bảo Trân xin gửi lời chào đến luật sư Norman J. Holman. Hello, how are you doing today? Great to be back here this evening. I loved doing this show. Happy New Year! Yes, Happy New Year. I know, this is our first show of the year. I haven't seen you all year. Can you believe that? All year, yeah. whole 3 weeks. Yeah, so with the new year here, are there any new things that we need to know, like any new laws or... Well, most of the laws have changed and stay the same. You know, the workers' comp, not much is going to happen until after the election. Governor Brown, whether you like him or you don't like him, he hasn't had much interest in workers' comp. So there hasn't been much changes over the years. So we'll see what happens with the new administration taking over after the elections in November this year. As to Social Security, the present administration hasn't appointed anybody to run the Social Security Administration. So nothing's really happened. There are a bunch of rumors going around, though, you know, in our community, that they're thinking what they're going to do is they're going to make it tougher to get Social Security disability benefits. And you probably all heard me talking on the shows about ages, how it may affect your ability to get Social Security disability benefits. But once you translate all that, you know, I give you a lot, and we'll translate that, and we'll go carry from there. Dạ vâng, thưa quý vị, trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào đài ở số phone là 714-893-3264, Bảo Trân xin tạm dịch lời nhắn của luật sư Norman J. Holman. Bảo Trân hỏi rằng là đây là một năm mới, không biết là năm nay có những luật mới gì mà thân chủ của luật sư Norman J. Holman nên biết không? Luật sư nói rằng là năm nay cũng không có nhiều thay đổi, các luật cũng tương tự như vậy. Nhưng mà chúng ta hãy xem thử coi sau mùa bầu cử vào tháng 11 thì tình hình sẽ như sao. Chẳng hạn như là cho dù mình thích hay là không thích ông thống đốc Governor Brown, thì thật sự ra là ông nói rằng là Governor Brown không có làm nhiều sự thay đổi cho luật bồi thường tai nạn lao động, đó là Workers' Comp. Cho nên là sau tháng 11 này mình sẽ nhìn lại và coi thử coi là thống đốc mới sẽ thích những luật gì. Thêm vào đó thì luật sư Norman J. Holman nói là tổng thống hiện tại bây giờ thì cũng chưa có chỉ định người phụ trách cái Social Security, cho nên là cũng chưa có những cái việc mới lắm để cho thông báo cho quý vị. Nhưng mà ông nói rằng, và chắc là quý vị cũng nghe ông cũng nói vài lần trong các chương trình khác, là người ta dự đoán là cái việc mà xin tiền an sinh xã hội là từ đây là có thể là sẽ khó hơn, và nhiều lúc cái sự khó đó nó dựa vào cái tuổi tác của mình. Và bây giờ ông sẽ trả lời tiếp.
Okay, so you mentioned that Social Security is going to be tougher, and yes. a lot of it is based on age. Can you? Yes, sure, exactly. Mm-hmm. Basically, how it works is that the first age, they make it a little easier, is at age 50, and basically they just prove that if you can't go back and do sedentary or desk work type work, mm-hmm. Like a little, assembly, small assembly work, then you would qualify for Social Security disability benefits if you're at 50 years old. If you're at 55 years old, as long as you can prove that you can't do light work, like picking up anything over 10 to 20 pounds, then you would be able to qualify at 55. And then goes up to 60 and again 62. Those are the requirements right now. Now what they're doing is they're going to say, their theory is that the old 50 is now 45. So they basically are saying that people are a lot younger, a lot more healthier, and therefore they can do a lot more at certain mm-hmm. ages. And so they're trying to move those age requirements up to now a 52. So now that to qualify for Social Security disability benefits, the same as you have to be 52 years old, then before you have to be 50. Mm-hmm. So then they're going to move the 55 up to 57, mm-hmm. and then the 60 to 62. That was the consensus of what they're probably going to do. So the only thing you can do is if you are eligible to file for Social Security disability benefits, do it now. or at least do it within the last 6 or 7 months, because technically they are going to make it probably by next year. It will be a lot more difficult to get Social Security disability benefits. Oh wow. Vâng thưa quý vị, trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào đài ở số phone là 714-893-3264 để đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Norman J. Holman. Bảo Trân xin dịch là Bảo Trân hỏi là ông nói thêm chi tiết về khi mà ông nói là để xin tiền an sinh xã hội có thể là khó hơn trong năm tới, thì ông nói rằng là hiện tại bây giờ cái luật là như sau, là nếu mà quý vị 50 tuổi thì mà quý vị xin tiền phúc lợi cho tàn tật Social Security Disability Benefit đó, thì quý vị chỉ cần chứng minh rằng là mình không làm được ở một cái nơi bàn, hay mình làm những cái việc mà nhẹ nhàng. Nếu mà mình chứng minh rằng như vậy mình làm không được đó, thì mình sẽ nhận được tiền. Còn tới 55 tuổi đó thì mình có thể nói là mình không làm được những cái công việc nhẹ nhàng, như là nhấc những cái món thứ như là 10-20 pound. Thì nếu mà mình chứng minh như vậy được thì mình sẽ được cái tiền phúc lợi đó. Rồi xong rồi tới 60 tuổi là những cái khác. Rồi 62 là cũng khác. Nhưng mà ông nói rằng là cái đó là hiện tại. Còn trong tương lai đó là có nhiều người dự đoán là cái luật nó nói rằng là bây giờ những người 50 tuổi thì cũng còn khỏe. Bây giờ thì thời nay thì mình già đi sâu, cho nên là không có cần những cái luật này từ 50 tuổi vân vân, 50-55 tuổi. Cho nên là bây giờ người ta đổi là 50 tuổi trở thành là 52 tuổi quý vị mới có thể nộp đơn được trong các cái vụ như là quý vị không làm được ở nơi sở làm, như là ngồi ở bàn và làm thư ký vân vân. Và tới 55 tuổi thì quý vị không có nộp đơn được nữa, nhưng mà quý vị phải đợi tới 57 tuổi và 60 tuổi quý vị không nộp đơn nữa, quý vị phải đợi tới 62 tuổi. Thì ý ông luật sư Norman J. Holman nói rằng á, là nếu mà bây giờ mà quý vị đang cảm thấy như là quý vị có thể có đủ điều kiện để nộp đơn, để xin tiền phúc lợi cho những vụ tàn tật, thì quý vị nên làm ngay. Tại vì trong chắc là năm sau hay là cuối năm nay thì những cái luật á, khi mà nó thay đổi, nó sẽ gây ra những cái khó khăn hơn cho quý vị, để mà quý vị ghi danh. You know, and Beth, since we're talking about politics and we're talking about changes possibly, and mm-hmm. we can bring it back, we'll go back to workers' comp. Mm-hmm. And this is a little bit tidbit. There's a lot of pressure from the insurance companies on the state legislature to get rid of what they call
continuous traumas. And it could be basically because 50% of the states in the United States don't have what they call continuous trauma claims. Continuous trauma claims are claims that are basically your employment over a period of time has caused you injury. It's not something that, you know, you fall down or you pick something up on a specific time and date, but the employment activity over a period of time has caused your problems. Carpal tunnel is one of the big injuries that occur over periods of time. Why don't you translate that and I'll finish it up. Okay, and just to clarify, so that means they're trying to remove it? Yeah, they're trying to remove it, yes. Okay, vâng thưa quý vị, một lần nữa Bà Trân cũng mời quý vị gọi vào đài ở số phone là 714-893-3264 và để dịch những lời nói của luật sư Noi Minter Holman là nói là tiện bây giờ mình đang nói chuyện về chính trị thì luật sư cũng muốn nói lên là bây giờ những cái công ty bảo hiểm nó cũng gây ra rất là nhiều áp lực đối với những người mà lập luật, tạo ra những cái luật của tiểu bang và họ đang muốn giống như là muốn bỏ cái luật mà nói về là tiền bồi thường lao động trong sở làm, trong những cái bệnh mà nó kéo lâu dài, chẳng hạn như là carpal tunnel là bị bệnh khớp tay hay là những cái bệnh gì đó là không phải là ngay như là nếu mà quý vị té gãy xương thì đó là một cái bệnh, đó là một cái điều xảy ra rất là nhanh và rất là rõ ràng là ở công việc của mình, nhưng mà những cái công việc khác đó mà nó phải kéo một thời gian rất là dài đó thì các công ty bảo hiểm đang cố gắng thuyết phục cho những người mà tạo ra những cái luật đó để bỏ cái phần đó đi. And obviously insurance companies have lots of money and they have lots of donating ability, but what's kind of saved this whole system and why state legislature has not taken away continuous traumas in California is, it's very interesting, is that study after study has shown that continuous traumas are mainly affected by women. And so if they did take away continuous trauma, they would be dramatically affecting the women's workforce, because those people, women, are more affected by continuous trauma type of claims. And so the state legislature doesn't want to be seen as the ones passing laws that basically affect women or take women's rights away from them. So it's interesting enough. So it's actually the savior. So trust me, the continuous traumas would be gone if it wasn't for those studies. Vâng thưa quý vị, luật sư Norman J. Holman nói rằng là cho dù là các công ty bảo hiểm thì họ cũng có rất là nhiều tiền để donate, để cho những người chính trị gia hoặc là để giống như là gì vận động hàng lang đó, thì nhưng mà những cái nghiên cứu cho thấy rằng là cái vấn đề mà continuous trauma có nghĩa là bị thương trong một thời gian lâu dài đó, thì những cái nghiên cứu đó đã cho thấy rằng là điều này là ảnh hưởng đến người phụ nữ nhất. Cho nên là vì cái sự ảnh hưởng tới phụ nữ đông như vậy, cho nên là các nhà mà chính trị gia không có muốn cho mình đang tấn công những quyền của phụ nữ, không có muốn cho mọi người thấy rằng là nếu mà mình chọn như vậy thì mình sẽ tạo ra rất là nhiều khó khăn cho những người phụ nữ đang làm việc, cho nên là họ chưa có tháo bỏ. Okay, I see someone calling sure. in right now. If I can press the button here. Hello, đây là chương trình luật pháp với luật sư Norman J. Holman. Dạ, tôi xin lỗi, câu hỏi là tôi đang lãnh tiền SI đó cô, mà tôi đứng trên một căn nhà, bây giờ tôi muốn sang căn nhà đó cho con tôi, rồi cái tiền SI nó có bị ảnh hưởng gì hay không nhỉ? Yeah, so he said that right now he's receiving SI. SI, yeah. And he's also has a title on a house, and now he wants to transfer that title over to his child. Does that affect his social security? Yes. Yeah, vâng, có. Yes, you have to keep your SSI benefits. You must live in the house in which you have title to.
If you transfer the title to your son, the Social Security is going to balk at that and basically say you're transferring wealth and basically take away your SSI benefits away from you. Dạ thưa chú, luật sư Norman J. Holman nói rằng là vâng, điều đó sẽ ảnh hưởng đến chú. Và tại vì bây giờ nếu chú có một cái căn nhà mà chú phải ở trong cái căn nhà mà chú đang đứng tên, nếu mà chú lại chuyển cái tên đó cho con của chú đó thì sở an sinh xã hội sẽ thấy rằng là chú đang chuyển cái tiền hay gì đó và sẽ trừ đi cái tiền SSI của chú. Sorry to give you the bad news. Xin lỗi chú đã cho chú một tin buồn. Dạ. Ý tôi nói là bây giờ tôi chuyển cái tên qua tên con tôi nhưng mà tôi vẫn còn ở nhà đó tại vì tôi không đủ tiền để trả tiền nhà. Okay. He said tôi không đủ tiền tôi trả tiền nhà nữa. Thành ra tôi mới sang cái tên con tôi đã trả mà tôi vẫn thuê cái nhà đó lại. Tôi trả tiền cho con tôi. Okay, so he says that he's going to continue living in the house, but he's just transferring the name over because right now he currently doesn't have enough money to pay for the house. So he's going to live in the house that his son, under his son's title, but he's going to pay rent. Okay, but the problem with it is the house has value to it. And that the value is what you're transferring. You're transferring the value to your son. And Social Security is going to sit there and say you're transferring money to your son. And if you're transferring money to your son, then that's what's going to get them all upset. And they're going to basically saying that, you know, it's basically like you have a car or you have a possession and you give it to somebody. That car or that TV or whatever you're giving them has money value to it. And Social Security is going to say you're giving something away to value that you should be using to support yourself. So what Social Security is saying to you is you should sell the house, okay, to somebody, take the money, and then use it to support yourself. That's what Social Security wants you to do. And by transferring it to your son, that you're not doing that, and that's what is going to get Social Security upset. I'm not the one creating the rules. I know it's a really tough thing. It's problematic for people. And also the problem is even if he sells the house to his son, Social Security is really going to take a hard look at that and see if he's getting fair value. If he sells the house for like $100,000 to your son, but basically the house is worth $500,000, and Social Security is going to go crazy. Yeah. And they're going to take away Social Security SSI benefits. Oh. I'm just telling you that's what they're going to do. They're going to look at it. They're going to look at the fair value of the property. Wow. Vâng thưa chú, luật sư Norman J. Holman nói là cái vấn đề đó là cái nhà này, sở an sinh xã hội coi cái nhà này như là một món có giá trị rất là cao. Thì nếu mà chú lại chuyển lại cho con của mình á, thì sở an sinh xã hội sẽ coi rằng là như là chú đang chuyển cái món rất là giá trị này cho con của chú. Chẳng hạn như là nếu mà chú có một chiếc xe hay là cái tivi hay gì đó, những cái món đó là những cái món giá trị, cho nên là chú lại cho người khác thì họ sẽ coi rằng là chú đang cho cái đó cho, không phải là chỉ chuyển thôi, nhưng mà coi rằng là chú đang cho người khác, cho dù mà chú có là mướn nhà hay là nhờ con của chú trả hay sao đó, nhưng mà sở an sinh xã hội sẽ không có nhìn vào những chi tiết đó và chỉ cho rằng là chú đang chuyển cái tiền đó cho một người khác. Ngoài ra thì ông nói rằng là có thể là trong cái hành động này, trong những cái luật này thì sở an sinh xã hội đang muốn nói với chú là thay vì mà chú chuyển cái nhà của chú cho một người khác thì có thể là chú bán con nhà của chú đi, căn nhà của chú đi, thì chú có thể sử dụng cái tiền đó để tự chăm sóc và tự lo cho chính mình. Và luật sư cũng nói xin lỗi là luật sư không phải là người mà tạo ra những cái luật này, nhưng mà đó là luật. Và thêm vào đó, nếu mà chú quyết định mà bán cái nhà đó cho con của chú thì sở an sinh xã hội cũng sẽ xem xét về cái vấn đề là chú có bán cái I'm sorry, con cúp nha, tại vì nó hơi bị vang chút, nhưng mà con sẽ tiếp tục trả lời cho chú. I'm just gonna hang out because it's kind of echoey. Yeah. Và sở an sinh xã hội sẽ, nếu mà chú quyết định bán cái căn nhà của chú cho con của chú đó, sở an sinh xã hội vẫn sẽ nhìn vào cái con số mà chú bán cho con của chú bao nhiêu. Nếu mà cái chú bán mà 100.000 đồng mà cái trị giá của nhà đó là 500.000 đồng thì sở an sinh xã hội sẽ rất là tức và họ sẽ cắt bỏ cái tiền an sinh xã hội của chú luôn. Cho nên đó là những cái luật mà luật sư Norman J. Holman cũng
cũng nói là xin lỗi chú là đó là tin buồn, chú không có thể làm như vậy được. Nhưng mà luật sư không phải là người mà tạo ra các luật này, chỉ là giống như cho ý kiến thôi. While we're waiting for somebody, if anybody else wants to call and ask questions about this, more than welcome, because I love to answer questions. But there's a couple of solutions to the problem. They're not easy ones. One would be, like, if he really has heart set on, like, giving it to his son, the best thing would be to do it, get an appraisal, probably on the property, and then sell it to his son for that amount. What was it, the house was appraised for. The best, obviously, is to sell it to a third person, so there's no conflict. But probably an appraisal and then selling to the son would probably help Social Security be a little bit of peace with the deal. The problem with it is now he's going to get a whole bunch of money, and obviously he's going to be over his current resource limit of $2,000 or $3,000 if he's married. So then what's going to happen is he can do it two ways. He can get the value of the money and then lose his SSI money for that period of time that month, and spend what they call spend down, means take the money and spend it, like buy a car with it, pay the rent for a full year, pay the utilities for a full year. If there's a small amount of money, that'd be probably the best way of doing it. If it's a large amount of money, like over $200,000 or $300,000, then a special needs trust might be the best way of doing it. You want to translate that? Dạ vâng, thưa quý vị, luật sư cũng nói rằng là nếu mà quý vị có thêm những câu hỏi gì thì xin mời quý vị gọi vào đài ở số phone là 714-893-3264. Và để nói tiếp về cái câu hỏi của ông vừa gọi vào thì nói là đây là cho dù là ông không có thể chuyển tên cho con của ông được, tại vì cái sở an sinh xã hội sẽ cắt bỏ tiền phúc lợi của mình, thì có những cái cách mà giải quyết vấn đề này. Đầu tiên là chú có thể là xin appraisal cho cái nhà này và biết được cái giá đúng của cái giá của cái nhà này là bao nhiêu, rồi xong rồi sau đó thì bán cho con của mình với đúng cái số đó. Thì khi mà sở an sinh xã hội nhìn vào đó thì sẽ không có thấy trục trặc, không có thấy những cái vấn đề và họ không có tức giận lên. Nhưng mà tốt nhất là chú bán cho người thứ ba, có nghĩa là người mà không có liên quan đến mình đó, thì nó sẽ không có tạo ra những cái conflict of interest, có nghĩa là không có tạo ra những cái vấn đề khó khăn cho mình. Đó là những cái cách mà giải quyết ông luật sư Norman J. Holman đưa ra. Nhưng mà sau đó, sau khi mà ông đã bán được cái nhà này được rồi đó, thì ông cái vấn đề là ông sẽ nhận được rất là nhiều tiền, và cái tiền đó nó sẽ hơn cái số tiền trong tài khoản mà mình được có, chẳng hạn như là thường là 2.000 hay 3.000, tùy theo là mình có lập gia đình rồi hay là không có gia đình. Thì nếu mà nó lại hơn 2.000 hay 3.000 đó, thì chẳng hạn như là bây giờ nếu mà ông có 400.000 hay 500.000 gì đó, thì ông sẽ bị cắt bỏ và mất cái tiền an sinh xã hội này. Nhưng mà ông phải đành chịu là mất cái tiền đó, và trong năm đó thì ông phải xài hết cái tiền đó để trong nhà băng của mình không còn cái số tiền cao như vậy. Tại vì có số tiền cao như vậy thì không có được xin tiền an sinh xã hội. Cho nên là chú có thể là xài cái tiền đó như là mua xe hay là đầu tư, hay là trả tiền thuê nhà trước cho nguyên năm, trả tiền nước trước cho nguyên năm, vân vân. Thì mình phải tìm cách nào mà mình xài cái tiền nó không có trong nhà băng của mình. Now, after the part where he spends all the money, sounds kind of fun by the way, but after he spends all the money, so does that mean he has to reapply for Social Security? Well, no, what he'll do is he'll lose the SSI payments only for the period of time in which it takes him to spend all the money. So it automatically comes back? Yeah, it automatically comes back as soon as he spends all the money down.
Ok, vâng thưa quý vị, và Bảo Trân hỏi rằng là sau khi đã xài hết tiền này rồi và cái tiền bị cắt bỏ đó, thì ông có phải cần nộp đơn lại để xin tiền an sinh xã hội không? Thì luật sư Norma J. Holman nói không, vì sở an sinh xã hội chỉ ngưng trong cái thời gian mà thấy cái tài khoản của mình quá 2.000 hay 3.000 đồng. Thì sau khi mà mình trở lại cái số bình thường rồi đó, dưới 2.000 hay 3.000 đồng á, thì tự nhiên tự động cái sở an sinh xã hội sẽ cung cấp tiền phúc lợi cho mình lại. Vâng thưa quý vị, đó là những câu hỏi đặt cho luật sư Norman J. Holman trong chương trình ngày hôm nay. Bảo Trân hy vọng rằng là tháng sau thì quý vị có thể trở lại với chương trình này để cho đặt câu hỏi trực tiếp đối với luật sư Norman J. Holman. Chương trình này được xảy ra vào mỗi chiều thứ ba, lần thứ ba của mỗi tháng. Cho nên là hy vọng là quý vị có thể trở lại với Đài Loan Sài Gòn TV và chương trình luật pháp với luật sư Norman J. Holman. Thank you so much. Thank you. See you next month. Vâng thưa quý vị, Sophie Bảo Trân xin kính chào quý khán giả của Đài Loan Sài Gòn TV.